Hello, mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ nấu cháo vịt cho Nhi ăn nè cả nhà ơi. Món ăn đơn giản này, chắc gia đình nào cũng biết nấu đúng không nè. Bây giờ thì thịt vịt chín rồi, mình sẽ vớt ra thôi. Còn đây là cái đầu, món này cha Nhi thích nhất nè. Ui ui, sao mà mình vớt khó quá vậy ta? Nó cứ tuột lên tuột xuống hoài à. Rồi cuối cùng mình cũng vớt được rồi nè. Còn đây là cà rốt mình cắt hạt lựu, mình sẽ cho vào. Rồi mình đảo đều lên, rồi sau đó mình nấu cho đến khi nào cà rốt nó mềm. Rồi mình cho thêm một ít hành lá sắc nhuyễn cho nó thơm nha cả nhà. Trong nồi cháo này á, mình có cho thêm một ít nấm mối nữa cho nó ngọt nước. Ta nói hả, nó ngon, nó ngọt bá cháy luôn á. Bây giờ thì nồi cháo cũng đã xong rồi, mình sẽ bắt đầu đi làm gỏi đây. Cả nhà có nhận ra đây là cây gì không nè? Đây là chuối cây mình đã cắt mỏng, mình cho thêm cà rốt cắt nhỏ, rồi dưa leo. Còn đây á, là chén nước cốt chanh mình đã cho thêm nước mắm, đường, muối. Mình đánh tan ra rồi mình gửi lên nha. Rồi sau đó mình cho thêm một ít rau thơm. Mình trộn đều lên rồi. Thế là xong. Bây giờ thì mình mang xuống cho Nhi ăn đây. Dạ con xin chào mẹ cô chú, mình xin chào các bạn. Dạ con mời mẹ cô chú ăn cháo, mình mời các bạn ăn cháo, con mời mẹ ăn cháo. Bây giờ mẹ múc cháo cho con nha. Dạ. Rồi cho con cái muỗng nè. Cảm ơn mẹ. Để cái chén xích vô đây thì mẹ múc cháo vô cho. Dạ. Cháo này thơm quá. Cái mùi nó thơm phức luôn á. Đó. Ngon không? Dạ ngon. Thèm không? Thèm. Thích không? Thích. Phái không? Cái mùi này thơm nè mẹ. Rồi cho con mẹ đũa nữa. Rồi, nhiêu đó phải không? Dạ. Rồi. Bây giờ mẹ lấy thịt vịt cho con nha. Dạ, thịt vịt chấm nước tương. Lại chấm nước tương nữa hả? Dạ. Sao mà phái nước tương dữ vậy? Dạ con mê nước tương. Dạ mê em Phúc cũng mê nước tương mà. Đó, vì nó chỉ ăn nước tương thôi cả nhà à. Còn thịt vịt tức là mình phải chấm mấy nước mắm gừng thì nó mới ngon. Dạ, cái này nè mẹ ăn nè. Mày lấy này mày bỏ vào miệng đại ăn luôn đó. Còn của con thì con sẽ lấy cái thịt vịt đó con chấm vô đây ăn. Gỏi này là gỏi chuối cây. Gỏi chuối cây là ở quê mình mới được ăn cả nhà. Tại vì ở nhà mình có trồng chuối á. Mình chặt cây chuối vô là mình làm gỏi mình ăn thôi. Rồi nè, con tự ăn đi. Kỵ ra. Rồi. Nó chấm cho con tự ăn nha. Mày mày để đây luôn nha. Dạ. Rồi ăn đi. Gỏi này ngon lắm. Rồi con ăn thử một miếng gỏi nha. Ăn thử một miếng trước đi, miếng nhỏ trước đi. Rồi ăn được thì mẹ cho con ăn thêm. Tại vì Nhi nó chưa có biết ăn gỏi á cả nhà. Cái này làm để mẹ ăn nè. Chứ con gái chưa biết ăn nè. Hãy miệng to ra. Ăn thử coi ngon không? Được không? Thấy thế nào? Cái chuối ngọt ngọt. Nó giòn giòn đúng không? Dạ. Cái gỏi chuối này nè cả nhà mình trộn á, mình cho dưa leo nè, cà gót nè, này rau thơm nè, vậy nó mới ngon. Cái này là đặc sản ở vùng quê á. Ở Sài Gòn đâu có cái chuối cây này, mình chỉ ở quê mình trồng chuối rồi cái mình ra mình chặt cái chuối con á vô mình làm gỏi. Cái món này là cái món ngon nhất ở quê nè. Hầu như đám giỗ ở quê miền Tây á là lúc nào cũng có cái món gỏi này nè cả nhà. Thể có nấu cháo gà hay là cháo vịt gì là đều có cái gỏi này nè. Ngon lắm. Mình phái trộn cái món gỏi này mình ăn. Nên mẹ ăn miếng rồi. Muốn chan nước tương này nè. Con chan đi. Nấu cháo mà có gỏi này thì ăn nó ngon tuyệt vời luôn. Nếu xương này bỏ vô đi chan vô thôi mẹ. Con thích chan, con chan cái miếng thịt đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ăn nhiều vô cho khỏe. Dạ. Vậy mốt còn đi học nữa. Dạ. Chính hôm đi học qua hôm nay chị ba đi học sớm lắm. Đúng rồi, chị ba học trước con. Dạ, còn con học chậm hơn chị ba, con học trễ. Tháng 9 con đi rồi. Ngon không?
Con ăn gỏi nữa không? Để cho con miếng nữa. Dạ. Không ăn được cái chuối thì ăn dưa leo. Thấy không? Này mẹ lựa dưa leo cho con. Rồi, cắm tương luôn mẹ. Đúng rồi. Ngon không? Ngon. Ăn dưa leo nữa thì mẹ lựa dưa leo cho con. Thấy không? Dạ. Con nít là vậy cả nhà. Nó chưa có biết ăn cái chuối này đâu. Trộn chuối bằng có dưa leo thì nó chỉ ăn được dưa leo thôi à. Còn cà gót cũng chưa ăn được nữa. Nó ăn được cái gì thì mình cho nó ăn thôi à, chứ mình không ép nó. Đó. Rồi ăn thêm nữa thì mẹ lấy cho con ăn. Dạ. Cái này thì mẹ ăn. Dưa leo nữa đi mẹ. Dưa leo nữa hả? Dạ. Ngon rồi hả? Từ từ đi, lớn xíu nữa con ăn được gỏi này thì mẹ trộn cho con ăn ha. Dạ. Từ từ cái em cũng lớn lên, cái em Kiết cũng lớn lên luôn á mẹ. Kiết lớn lên cái mẹ làm thịt em Kiết cái mẹ trộn gỏi thế này nữa ha. Không chịu đâu. Thì con để làm gì? Để con nuôi thôi mày. Em Kiết này mập lắm, trộn gỏi thì ta nói nó ngon hết thảy luôn á. Thôi nói vậy thôi chứ mẹ cũng yêu nó lắm. Mẹ không có nợ làm thịt nó đâu. Mẹ cưng nó lắm. Mẹ mà làm thịt cái con buồn nó khóc luôn. Dễ gì mẹ làm thịt nó, mẹ yêu nó mà. Nữa hen. Dạ. Nó ăn dưa leo lắm. Rồi ăn thịt cho đi, để mẹ kiếm cái da cho con nha. Như nó khoái ăn da lắm nữa nha. Nên mẹ gỡ da ra cho ăn. Da gà hay da vịt gì á, da cá cũng khoái nữa. Hay là cái da là bả mê à? Mẹ ơi. Ơi. Cái da này phải chấm nước tương á. Da sao khó gỡ dữ vậy? Cứng lắm. Nó cứng lắm. Thả miệng ra. To miệng ra. Rồi có miếng da này, miếng da bự nè. Lại mưa nữa rồi kìa. Sáng nay mưa nguyên buổi sáng luôn cả nhà. Nay bộ bão nữa hay sao á mà mưa hoài luôn. Ngon không? Da bự này nó không nổi rồi. Con nhai kỹ vô. Nhai kỹ vô đúng rồi, con húp miếng cháo vô. Da bự quên nó không nổi luôn hả? Đúng rồi, nhai từ từ. Nó bự thì con nhai từ từ, nhai kỹ rồi nuốt. Rồi đúng rồi, vậy nó húp miếng cháo vô, mình húp ít ít thôi. Cho nó có nước nước á, con dễ nuốt. Đúng rồi. Chơi húp nước tương luôn. Ghiền nước tương quá hả? Dạ. Vậy thôi mai mốt mẹ cho con ăn nước tương không ha. Dạ. Khỏi ăn thịt. Ăn thịt mắc câu nuốt không nổi. Rồi ra đây con. Rồi con húp miếng nước cháo vô đi. Thì mẹ lấy dưa leo nữa cho con ăn ha. Cho miếng dưa leo vô dễ nhai nè. Nhỏ miếng nhỏ thôi. Nè, nuốt được chưa? Trời ơi, giỏi dữ vậy. Nè. Mới than kêu là không nuốt được mà. Em chậm lại xong rồi nuốt được vô. Đúng rồi, cái da nó dai á. Rồi con phải nhai từ từ. Cái con vịt này nè là cái thịt nó còn non, nó mềm. Còn cái thịt mà vịt mà nó già rồi con nhai gãy răng luôn á. Da nè mẹ. Con cắn đi. Hai miệng ra. Dạ. Cái này cái da này cũng cái chấm nước tương cũng ngon rồi đó mẹ. Lại chấm nước tương nữa hả? Dạ. Này ăn mẹ phải hỗ trợ rồi. Kéo ra.
Nãy giờ thôi để đây mẹ chấm nước tương, mẹ khỏi bỏ vô trong chén của con. Bỏ vô mất công rồi chấm rồi cái lại nhạt. Rồi đuôi. Ghiền nước tương quá à, múc húp luôn. Vịt này nó cũng mềm, nó không có dai. Rồi khum vô đi con, khum vô đúng rồi. Vậy ra. Cứng dữ hả? Thôi bây giờ mẹ cho con lấy tay con ăn luôn á. Đây mẹ khỏi gị, đúng rồi. Cho hai tay luôn. Đúng rồi. Tự cầm tự ăn đi, lớn rồi. Chứ mỗi lần mà ăn mẹ đút cho con vậy mỗi tay mẹ. Con chấm vô nước tương con ăn. Bây giờ con tự cầm rồi thì con chấm vô nước tương con tự ăn đi. Con ghiền nước tương quá. Nhưng mà ăn nước tương thì con phải ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá hay chưa. Nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Tại vì nó mặn á, con hiểu không? Mình ăn thì mình những lúc mình ăn thì mình chấm miếng vậy thôi. Mình húp nước canh vậy. Rồi chấm vô đi. Đúng rồi vậy đó. Hồi nãy mẹ tính để nguyên cái đùi cho con ăn nhưng mà mẹ sợ con ăn không được nên mẹ phải chặt ra. Chứ mẹ hồi nhỏ mẹ phải ăn cái đùi lắm. Ngày xưa ở dưới quê bà ngoại nấu cháo vịt là bà ngoại hay chừa cho mẹ cái đùi nè, cho má cái đùi nè. Ăn cái đùi hết là no luôn. Ngon quá hả? Dạ. Con ăn dưa leo. Ăn dưa leo hả? Dạ. Mẹ lấy dưa leo con. Hai ăn thử miếng chuối nữa hen. Chịu không? Không. Thì là ăn dưa leo không? Dạ. Nhi nó phải ăn dưa leo này mà làm gỏi chắc mai mốt làm cho nó cái dưa leo không á. Gỏi dưa leo không ăn cũng ngon lắm cả nhà. Ăn thấy thèm luôn à. Nữa không con? Không. Mày thêm miếng nữa thôi nha. Dạ. Rồi, hả miệng ra. Mẹ thấy là mẹ thèm liền hà. Nó chua chua. Ở đây mình trộn gỏi cả nhà. Mình có chanh ở nhà mình có sẵn á. Mình ra mình hái mình vô mình trộn mà. Mình trộn bằng chanh. Nếu mà trộn gỏi á mà mình trộn bằng tắc á thì nó sẽ ngon hơn là chanh. Tại vì tắc nó không có vị đắng. Mưa to rồi kìa. Dạ. Thôi bây giờ mưa to quá rồi. Con ban bà cô chú đi. Chứ mưa dạ. To quá nói chuyện không có nghe được. Rồi con nuốt đi. Nuốt không nổi á mẹ. Con nhai từ từ rồi nuốt. Được chưa? Húp cháo vô. Con húp miếng cháo vô nó dậy nuốt. Rồi. Dạ con mong bà cô chú, con chúc bà cô chú là sức khỏe đang nghe con học nhé. Bye bye. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi con ăn nó đi. Dạ.